hôm nay Tuấn sẽ làm một clip để cập nhật về tiến độ của căn nhà mới Tuấn đang xây. Thì quý khách hàng thấy đây là căn nhà có diện tích 4.7 x 21. Thì đây hai căn nhà được xây gần nhau nhưng mà toàn bộ đều được đó là xây là bóng riêng. Đây là móng riêng và trụ đều là trụ trụ riêng luôn. Thì thứ hai nào mua căn nhà này đặc biệt sẽ được tặng thêm đó là một cái phòng tắm ở phía sau. Nếu mà nhanh tay sở hữu được trước cái lô đất cái căn nhà này đó thì sẽ được tặng thêm cái miếng đất phía sau này rất là rộng. Hoàn toàn miễn phí, đây là cái phần đất ở đây. Để căn bên này cũng có nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn. Nhưng mà nếu cái hàng nhanh tay hơn thì sẽ sở hữu được cái căn nhà có cái phần đất rộng như thế này. Thì với một căn nhà như thế này xây toàn bộ móng riêng và tường riêng và sổ hồng riêng thì chỉ với giá đó là 1.9 tỷ. Thì quý thằng đã có sở hữu căn nhà này rồi thì quý thằng hãy liên hệ với Tuấn qua số 0949698534 để được biết thêm chi tiết. Cảm ơn và hẹn gặp lại.